Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Cuộc sống hiện tại của bạn đang như thế nào? Tràn đầy niềm vui hay lắm nỗi muộn phiền? Điều đó tùy thuộc vào tình trạng tấm lòng của bạn. Một tấm lòng ngập tràn những toan tính để thỏa mãn dục vọng riêng sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự bình an và cũng không kinh nghiệm được phước lành từ Chúa. Ngược lại, một tấm lòng tràn ngập sự biết ơn, hết lòng chăm xem Chúa, tìm kiếm vương quốc Ngài sẽ sống vui thỏa và vui hưởng chương trình của Ngài. Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Jonathan McNabb qua chủ đề Trọn tấm lòng tạ ơn Chúa. Khi thức dậy, lòng tôi quặn thắt khi nước tràn vào ngập chiếc xe dã ngoại của tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên rằng: "Ôi không, lại một lần nữa ơi Chúa ơi." Trước đây tôi từng dành vài ngày để vệ sinh xe dã ngoại của mình, quét dọn nắm mốc và thay thế toàn bộ thảm xe để cho hai đứa con mới tập đi của chúng tôi có thể an toàn chạy nhảy. Gia đình chúng tôi có 4 thành viên và chúng tôi nuôi 2 con chó. Khi chùi rửa và vệ sinh chiếc xe này tốn nhiều thời gian và công sức, thậm chí còn khiến tôi bị thương. Nước ngập hư hại xe nên tôi phải chùi rửa sàn một lần nữa và lại bắt đầu quá trình thay thế sàn. Tôi không muốn lại phạm phải sai lầm tương tự như vậy. Chúng tôi đã hy vọng rằng chiếc xe của mình không bị nước tràn vào. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa đừng để nước tràn vào xe của chúng tôi khi có cơn bão khủng khiếp xảy ra. Nhưng điều tồi tệ đã xảy ra, nước tràn lan trong xe vì vòi nước ở chỗ bồn tắm bị rò rỉ nước. Lúc đó tôi cực kỳ thất vọng và lòng tôi đầy giận dữ. Làm thế nào Chúa lại để điều đó xảy ra cơ chứ? Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài nhắc nhở cho tôi nhớ rằng nếu tôi cầu nguyện với Ngài thì Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của tôi trong ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài dùng lời Chúa trong sách Gia Cơ chương 4 câu 1 đến câu 3 để nhắc nhở tôi rằng những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả, vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được, vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình. Khi xa giả ngoại của chúng tôi bị nước tràn vào, lòng tôi đầy tranh chiến. Vì lẽ đó, tôi đánh mất đi niềm vui trong Chúa và khiến tôi không thể nào giải quyết tình huống đó và làm ảnh hưởng đến gia đình. Qua trải nghiệm tồi tệ này, tôi rút ra được bài học về sự tạ ơn. Chúa dạy chúng ta phải tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh. Nhưng thật là hổ thẹn vì tôi không thể nào làm được như vậy. Thật vậy, chính tôi đã phủ phục dưới chân Ngài để xin Ngài tha thứ tội lỗi cho tôi. Sứ đồ Phaolô đã nói trong Galati chương 2 câu 20: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi." Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã phó chính mạng sống Ngài để cứu chuộc tôi và khiến tôi trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi tin nhận Chúa thì Ngài ban cơ nghiệp đời đời cho chúng ta. Hơn thế nữa, Chúa còn hứa ở cùng với chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn Chúa vì bản tính giận dữ, sợ hãi trước kia của tôi đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Chúa đã thay đổi tôi thành con người mới. Tôi dâng lên Chúa lời tạ ơn Ngài vì Ngài đổi thay tôi thành con người mới. Cảm ơn Chúa về lời hứa của Ngài cho tôi. Vì thế, tôi có thể vui mừng chăm sóc gia đình dù đối diện với thử thách. Thật vậy, chỉ ở trong Ngài, chúng ta có đầy đủ mọi điều y như lời Chúa được chép trong sách Hebrews chương 13 câu 5. Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn Ngài, chẳng những trong ngày lễ tạ ơn, mà còn trong suốt những ngày còn lại. Hãy để lời Chúa ngập tràn trong linh hồn của bạn, để bạn có thể vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống này. Hãy luôn nhớ rằng, Ngài không bao giờ từ bỏ bạn. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài là muôn nhu cầu của con. Con xin trình dâng mọi điều đang chi phối cuộc sống của mình lên cho Ngài.
Xin Chúa cất đi những lo lắng và tranh chiến trong lòng của con. Cảm ơn Chúa vì chính Ngài là đấng làm thỏa mãn mọi nhu cầu của con, vì Ngài là nguồn của sự sống. Xin Chúa thánh hóa tấm lòng của con, để lòng con luôn tràn ngập lời tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, thật Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng ta, nhưng Ngài luôn bên cạnh, che chở, chu cấp và gìn giữ chúng ta trong bóng cánh của Ngài. Hãy ghi nhớ lời hứa của Chúa để giúp bạn chiến thắng mọi cảm xúc tiêu cực và dùng môi miệng của mình để luôn nói ra lời tạ ơn Ngài. Bao tâm hồn đang xúc động nhớ muôn ơn lành như biển dòng. Ôi ơn Ngài quá lắng lại, chúng con chân thành khắc ghi hoài. Tạ ơn Cha trên thiên đàng người cao trói sáng, về những phước lớn Chúa ban. Chúng con ghi trong lòng không dám quên, ơn tuôn tràn do Chúa yêu thương đêm ngày luôn giáng tràng. Bao tâm hồn đang xúc động nhớ muôn ơn lành như biển dòng. Ôi ơn Ngài quá lắng lại, chúng con chân thành khắc ghi hoài. Tạ ơn Cha yêu thương vì niềm vui sáng lang được bước với Chúa tháng năm, hướng bao vinh quang cùng chung khó khăn nơi dương trần. Ôi mỗi khi nhớ tới lễ dân Chúa Cha, bao tâm hồn đang xúc động nhớ muôn ơn lành như biển dòng. Ôi ơn Ngài quá lớn lại, chúng con chân thành khắc ghi hoài. Tạ ơn Cha luôn nghe lời cầu xin sớm thôi, Ngài sáng đã tiếng chúng con, cứu qua gian nguy và tha thứ bao nhiêu ô tội ơn xót thương không vơi dù năm tháng trôi. Bao tâm hồn đang xúc động nhớ muôn ơn lành như biển dòng. Ôi ơn Ngài quá lắng lại, chúng con chân thành khắc ghi hoài. Tạ ơn Cha khi trên đường chợt vương bóng tối, lòng vỡ xuôi nước mắt rơi. Dẫu vui tươi hay sầu đâu vẫn luôn tình trong đời có Chúa yêu thương không lìa xa chúng con. Bao tâm hồn đang xúc động nhớ muôn ơn lành như biển dòng. Chân thành khắc ghi hoài. Ôi ơn Ngài quá lắng lại, chúng con chân thành khắc ghi hoài.
chúng con chân thành khắc ghi hoài. Quý thính giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tôi mục sư Phạm Văn Hiệp, Hầu Việt Chúa Hội Thánh Tin Lành Baptist Việt Anh tại Brisbane. Chúng tôi hàng ngày thường nghe chương trình One Way Radio được phát thanh từ những bài tĩnh nguyện rất là hay. Và chúng tôi nhận được bài học từ buổi sáng và chuyển đến bài học và tĩnh nguyện hàng ngày vào group của Hội Thánh Messenger để cả Hội Thánh cùng nghe. Và chúng tôi lưu ý nhiều người rất thích thú nghe những bài tĩnh nguyện. Một tài liệu rất là phong phú và đầy ơn của Chúa qua chương trình One Way Radio được phát đi hàng ngày. Và đây là một chương trình, nó là một bài tĩnh nguyện, một tài liệu, và chúng tôi tin rằng nó có khả năng đem lại sự khích lệ lớn cho nhiều người và giới thiệu đến với nhiều người trong và ngoài Hội Thánh, ngay cả những người thân hữu mà chúng tôi được biết đến, họ có tấm lòng tìm hiểu về phúc âm và tin lành. Cho nên một lần nữa cảm ơn One Way Radio và tất cả những người nhân viên nhân sự đã sẵn lòng dịch, thâu và phát đi những bài học đầy quý báu để gây dựng Hội Thánh yêu khắp mọi nơi. Thật cảm ơn Chúa, những công khó trong Chúa không bao giờ là vô ích khi từng bước Ngài sử dụng chương trình tĩnh nguyện hàng ngày để đem đến ích lợi cho Hội Thánh Chúa khắp nơi. Lời Chúa trong chương trình hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!